Ở lứa tuổi nào cũng có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, ung thư, tăng huyết áp, suy thận mãn tính, nếu mắc sẽ khiến cho bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người có bệnh nền trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 là vô cùng cần thiết. Đối với những người cao tuổi thì trong cái mùa dịch COVID này thì chúng ta phải lưu ý 4 điểm sau. Thứ nhất là phải tuân thủ cái điều trị, đảm bảo cái quá trình điều trị thật là tốt để cho cái bệnh nó ổn định. Điều thứ hai cần phải đặc biệt lưu ý là khi đi tái khám, kiểm tra bệnh thì phải phòng vệ thật là kỹ. Vì cái sức đề kháng vốn dĩ đã kém rồi cho nên phải chú ý phòng bị kỹ hơn những cái người thông thường. Điều thứ ba là chúng ta phải chú ý là chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Và thứ tư là chú ý vấn đề vệ sinh phòng dịch thật là kỹ, và tuân thủ 5K để tránh những các cái bị lây nhiễm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Quốc Trung, đối với những người mắc bệnh mãn tính thì sức đề kháng thường kém, vì vậy cần có chế độ ăn uống phù hợp và tinh thần thoải mái để tăng cường sức khỏe, bảo vệ bản thân trong mùa dịch. Thứ nhất là vấn đề về ăn uống làm sao cho nó đủ chất để tăng cường sức đề kháng. Cái thứ hai là phải chú ý vấn đề tập luyện. Thứ ba là tạo cái môi trường thông thoáng trong gia đình. Một cái là chúng ta phải cố gắng dùng uống đủ nước, rồi ăn những cái thức ăn là sao nó thúc đẩy tăng cường cái miễn dịch như là nấm, như là da ua, rồi có dùng các cái gia vị như gừng, tỏi. Về cái vấn đề tập luyện ấy, thì phải tranh thủ và tạo trong những cái hoàn cảnh phù hợp nhất để sao mà có những cái bài tập nó phù hợp với sức khỏe cũng như là phù hợp với cái môi trường và cái bệnh tật của mình. Rồi chú ý là trong cái đặc biệt cái vấn đề về môi trường là chúng ta phải làm sao giữ cho nhà cửa thông thoáng để tránh cái chuyện là chúng ta dùng điều hòa nhiều để tạo cái môi trường khép kín. Và đặc biệt một cái nữa là chúng ta phải giữ cho cái tinh thần nó thoải mái và tránh những các cái stress. Ví dụ chúng ta có tham khảo thì cũng xem những các cái thông tin về bệnh dịch ở những cái trang chính thống để mà tránh những các cái tin giả, tránh những cái sự gây scandal nó tạo những cái sự lo lắng thái quá.